nhà hoàng quán. Ăn đấy ăn món lẩu 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 gan nhà hoàng. Cảm ơn các bạn đã đến chung vui của chúng tôi. Ngồi đây ăn thôi. Ngồi đây ngồi đây. Tao cùng với. Này. Dũng. Dũng. Hãy đấy. Ông Kiến. Ok Dũng đi. Thằng này nó. Ôi Kiến nhiều protein đấy. Ăn uống luôn. Hết nhá. À hơn lửa thôi. Hết. Mẹ. Rượu rượu để đây. Đang quay phim thì. Tôi đầu là phải hết. Thưởng thức hương vị. Còn mùng cầu. Thành máu lắm. Tí thành thành. Một định tí thành một đầu tiên. Kiểu chúc bao giờ à? Cứ mỗi thằng chúc thành một một chén xong cứ vòng ngược lại. Làm 5 vòng thành chết mẹ thôi. Chủ yếu gì đi. Thì mày rượu gì anh? Thật đấy, tao thấy kinh ghê. Thôi uống hết đi để làm. Mày chẳng biết cái đeo thì đây là rượu có ít nên chúng mày uống 2 lần thì chúng mày có mấy biết thử thức hương vị. Uống vào đây luôn như cái rượu lép ấy, à, như rượu ấy. Rượu cay ấy. Nhớ mẹ có một có 2 chai thì mang mẹ 2 ra không cất đi. Thôi không uống rượu này nữa. Uống mùi đeo.